Tên tài liệu: Ngữ pháp và bài tập chương trình tiếng Anh lớp 12. Tài liệu của tác giả: Tạ Thanh Hiền. Nội dung chính: Đây là tài liệu ôn thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh, rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh và học tốt tiếng Anh lớp 12. Năm phát hành: 2017. Tài liệu có số trang là 144 trang. Các bạn download tài liệu ở phần link bên dưới. Tên tài liệu: Ngữ pháp và bài tập chương trình tiếng Anh lớp 12. Tài liệu của tác giả: Tạ Thanh Hiền. Nội dung chính: Đây là tài liệu ôn thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh, rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh và học tốt tiếng Anh lớp 12. Năm phát hành: 2017. Tài liệu có số trang: 144 trang. Các bạn download tài liệu ở phía link bên dưới. Tên tài liệu: Ngữ pháp và bài tập chương trình tiếng Anh lớp 12. Tài liệu của tác giả: Tạ Thanh Hiền. Nội dung chính: Đây là tài liệu ôn thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh, rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh và học tốt tiếng Anh lớp 12. Năm phát hành: 2017. Tài liệu có số trang là 144 trang. Các bạn download tài liệu ở phía link bên dưới.